Slide 7 này mình đóng đi ha. Rồi slide 8. Đối với lại cái series này là một cái kiểu dữ liệu mà người dùng tự định nghĩa lấy. Ở trong chương trình của chúng ta học, chúng ta đã sử dụng cái ArrayList. ArrayList của chúng ta, nếu như mà bạn không khai báo kiểu thì bạn thêm số 10 chữ boolean, này là số kiểu nguyên, số kiểu thập phân đều được. Cái này là không khai báo kiểu. Hoặc là bạn khai báo chỉ định là integer thì bạn đưa vô đây số 10 chữ 2 nó báo lỗi. Còn nếu bạn chỉ định là kiểu string thì đưa vô chuỗi không có lỗi. Trong ArrayList mà chúng ta xài, các bạn thấy là nó còn thiếu cái gì không? Mình mong muốn được ArrayList này nó phục vụ cho mình cái gì hơn nữa không? Nhiều kiểu có luôn rồi. Đây, nhiều kiểu. Muốn kiểu gì có kiểu đó. Gì nữa? Mình mong muốn được ArrayList nó phục vụ cho mình cái gì hơn không? Hả? À, không trùng nhau. Hay. Ok. Bây giờ mình nhập vô một cái. Nếu trùng thì bỏ qua. Đúng không? Hay. Ok. Tí nữa thầy sẽ phục vụ cho các bạn. Thầy sẽ phục vụ cái đó. Vẫn nói được không? Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta đang xây dựng một cái My ArrayList. Nó có hình dáng giống ArrayList mà các bạn đang xài. Và cái này là cái thầy xây dựng. Thầy vẫn có phương thức thêm vào. Thêm vào. Thêm 1, 2, 3, 4. Được chưa? Và chỗ này thầy đang test cái này chưa xong. Thầy sẽ có một cái phương thức là số phần tử nó tương đương với size của ArrayList, tức là lấy số phần tử của mảng. ToString_all là trong ArrayList nó không có. Thầy tự viết thêm. Sắp xếp tăng, sắp xếp giảm. Được không? Rồi chạy. Size là 4. Mảng mình cho vô. Sắp xếp tăng, sắp xếp giảm. Bây giờ hồi nãy các bạn muốn là khi thêm trùng thì bỏ qua. Ok. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ đi đến cái lớp của thầy. Sẽ thể định nghĩa ngay cái chỗ hàm thêm này nè. Đó. Cái hàm thêm này. Nếu như mà cái biến của chúng ta, nếu như t, nếu như mylist.content t, nếu như not, nếu như not.content rồi ok. À, mình để mình thử cái cũ trước đi ha. Mình phải thử cái cũ mới được. Chứ nếu mà mình không thử thì nó sẽ không hay lắm. Đây là cái cũ nè. Đây là cái mới đi. Mình thêm chữ N vô là có kiểm tra. Bây giờ bên này mình sẽ thêm vào một số 7 nữa. Thêm vào
một số 6 nữa. Chạy 6 phần tử 66 77 77 66. Được không? Đổi lại. Chỗ này thêm chữ N vô. Chạy 4 phần tử. Mình thêm 6 phần tử nhưng mà cái nào trùng thì nó loại. Số ha. Bây giờ không thích số. Thêm chuỗi được không? String. String thì chỗ này mình sẽ truyền vô đây là chữ A chẳng hạn. Truyền vô đây chữ C. Truyền vô đây chữ B. Truyền vô đây chữ A. Truyền vô đây chữ D. Truyền vô đây chữ C. Đừng có nói đóng nha. A, C, B, D. A, B, C, D. D, C, B, A. Phục vụ chưa? Đã không? Rồi ok. Bây giờ mình sẽ xây dựng nó như thế nào. Như vậy cái Arrayless của trước đây là chưa có những phương thức như vậy, đúng không? Cái này nó chỉ ở trong list thôi, ở trong set thôi. Trong set thì có, nhưng mà khi mà bạn thao tác với set á thì nhiều khi nó cũng bất tiện. Và cái này là Arrayless mà có cái yêu cầu đó luôn. Vậy thì làm sao để chúng ta xây dựng nó? Và lúc các bạn xây dựng cái này nè thì nó cũng chỉ là một class thôi. Nhưng class này cũng là class nhưng nó lạ lắm. Ví dụ như chỗ này mình có một cái class thì mình để là class, tên class, đến mở ngoặc. Còn ở đây tên class và mở ngoặc vuông T. T là gì? T là, T là kiểu dữ liệu. Types, kiểu dữ liệu. E, element là một phần tử nào đó. K, V, N. Đây là những ký tự đặc biệt người ta sử dụng ở bên trong một generic. Chú ý chỗ này nè. Khi người ta dùng một kiểu dữ liệu, một thành phần để đưa vào thì người ta dùng chữ T. Nhưng mà ví dụ ở phía dưới nè, người ta dùng đến hai thành phần đưa vào thì người ta dùng T. S. S có ở đây không? Không có. Vậy lúc bạn demo, bạn không đưa chữ S mà bạn đưa chữ X, xì thử coi. Thử nhé. Tí nữa chúng ta sẽ thử. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái này. Là một class, khai báo cái tên. Bạn muốn đặt tên gì thì bạn đặt. Và thầy đặt cái tên là My AL, tức là My Arrayless. Chứ để giữ chữ Arrayless thì nó trùng. Rồi. Ở bên trong, bởi vì bản thân của mình muốn cải tiến cái Arrayless, cho nên mình sử dụng lại cái Arrayless để mình làm cái nơi lưu trữ. Rồi sau đó mình viết thêm một vài phương thức để mình cải tiến nó, chứ mình không cần phải viết mới. Sau này các bạn lập trình cũng vậy. Ở đây thì thầy nói là vậy, nhưng mà thầy không có extend, thầy không kế thừa, mà thầy chỉ sử dụng một cái biến là mylist. Nó được khai báo từ arrayList, tức là mình sử dụng lại arrayList thôi.
chứ chỗ này thầy không có extend or release, được chưa? Cho nên nó không có tính kế thừa gì ở đây. Mình chỉ có sử dụng release để quản trị những con số của mình hoặc những cái chuỗi của mình thôi, được không nào? Và trong này thầy sử dụng một cái biến là count ấy. Sao vậy? Như vậy thì chúng ta sẽ dùng một biến count để chúng ta đếm thử là mình có bao nhiêu phần tử. Hàm khởi tạo, khi khởi tạo thì count bằng 0. Đơn giản ha. Và có một cái biến, một cái biến t, một cái biến t, một biến t nhỏ có kiểu là t lớn. T lớn này là gì? Là integer hoặc là string hoặc là boolean hoặc là bất kỳ cái gì mình đưa vô, hoặc là một object, đều là t cả, được chưa? Ví dụ như chỗ này là kiểu string thì đây là string, đây là string, string get t thì trả lại kiểu mà mảng mình đang chứa, mà chứa ở đâu? Ở trong giá trị này. Set tương tự, thêm vào thì mình lấy một cái dữ liệu từ bên ngoài. Ví dụ thầy đang thêm chữ A thì nó lấy chữ A, nó gán vào mylist và nó đếm lên một phần tử, được không? Rồi, chuyện này khá đơn giản. Và lúc nãy mình mới viết lại một cái thêm theo cách là loại trừ những phần tử đã tồn tại. Thì nếu như mà mylist contain t, mình kiểm tra t đã có rồi thì bỏ qua. Còn nếu t mà không có thì thêm vào và tăng lên. Còn nếu mà có rồi thì không làm gì hết, bỏ qua. Số phần tử return count thì nó tương ứng với release.size á. Bây giờ cái print này nó mới hay nè. Print. Bây giờ thầy sẽ không dùng cái lệnh của chúng ta là toString nữa, mà thầy sẽ print. Ví dụ chỗ này thầy sẽ khai báo một cái mới đi ha. My array list, my al bằng new my array list chấm phẩy my al chấm add, thêm vô đây một số 5 my al, thêm vô đây một chữ chào các bạn, ok. Ở đây thầy dùng my al chấm print coi nó ra cái gì. Rồi, thử coi. Nó có in được không? Chỗ này chưa in được. Đâu rồi? My al print. Rồi, ok. Tại vì thầy hơi tham cho nên thầy đẩy dữ liệu. Ok. Thôi đừng có tham nữa. Mình đổi lại đây cái.
Integer. Ok. Run. À đúng rồi, phương thức này không được. Thầy phải set nó mới vô được. Set số 5. À ok, rồi, set số 5 ha. Run file. Nó in ra là integer 5. Nếu chỗ này thầy sẽ chỗ này là myali là integer đi để cho các bạn phân biệt. Thầy sẽ thêm myalstring s đi ha. Rồi, chỗ này string của chúng ta thì chắc chắn là nó không chịu số 5 rồi. Chào các bạn. S. Được chưa? Cũng đều là cái my array list của thầy hết. Chỗ này thầy giao vào kiểu in. Chỗ này thầy đưa là kiểu chuỗi. Được không? Như vậy chỗ này cái lệnh print đâu rồi? Print. Print nhân 2 đi, mình thấy nó mới lạ, chứ còn nếu mà mình không nhưng không thay đổi số liệu thì nó không thấy. Chạy. Mình đưa vô mấy? 5. In ra mấy? Đưa vô. Viết thường. In ra viết hoa. Đó là mình đã can thiệp được vào trong kiểu dữ liệu của nó. Ví dụ cái phương thức print của mình, phương thức print, à mình sử dụng đến gì? Kiểu dữ liệu là string thì to up k lên, kiểu dữ liệu là integer thì nhân 2, còn kiểu dữ liệu khác thì không biết. Còn không thì làm sao? Cái int ra thôi, đừng nói gì hết. Đúng không? Nếu không biết gì thôi cứ âm thầm in ra thì cũng được vậy. Đúng không nào? Đó. Rồi. Mình sẽ, nếu như mình muốn thì mình có thể sử dụng là to string hoặc là print on để mình in nguyên cái mảng ra. Được không? Ví dụ như chỗ này mình chọn là print all đi. À, public void print all, mình sẽ for my station hay sao? My L M 2 chấm gì quên rồi ta. My list. My list của mình kiểu dữ liệu là gì? My list của mình kiểu dữ liệu là T. My list kiểu dữ liệu là T. T, my list. Và chúng ta sẽ print. Không, nếu mà mình print vậy thì nó không được. Mình sẽ S out T. Đó, mình chỉ có thể làm được vậy. Còn nếu như mà mình muốn ép kiểu gì đó thì tính sao? Ok, Reno. Rồi. Thay vì to string on thì mình print on. Đó, như vậy thì các bạn thấy là chúng ta đã tự xây dựng được một cái generic của riêng mình.
Nếu như bạn xây dựng đầy đủ và thầy đang kỳ vọng với một cái bài toán là tìm top 5 chẳng hạn. Đây. Top 5 là thầy chỉ lấy những phần tử cao nhất của mảng và thầy xuất ra một cái mảng con top 5. Nhưng mà hiện nay hình như xài chưa được. Cho nên là thầy chưa có xài ở đây. Top 5. Ví dụ như là mình đang có ở đây nè. Thầy sẽ lấy chỗ này thử coi, thử một lần nữa, try again coi. À, 5 bằng new array list và my array list top 5 bằng my array list chấm top 5 chấm phẩy rồi my array list top 5 của thầy chấm print chấm chấm bây giờ s out my array list top 5 chấm to string all rồi ba lại cậu mong khỏi lỗi top 5 ha. Top 5 mình phải thêm vô chứ. Chứ nếu vậy làm sao top 5 được. Mình add nó loại trừ hết trơn á mà. Sao top 5 được đúng không? A, B, D, C, E, R, T, I, U, H, K. Rồi top 5 chưa? Lỗi, chưa được. Cái chỗ này chưa biết sao, chưa xử lý chỗ này. Chưa xử lý chỗ này, để hôm sau mình xử lý. Rồi, chỗ này thì ok rồi. Chỉ còn chỗ top 5 này thôi. Rồi ha, generic. Chúng ta đã xử lý xong. Và nếu như mà bạn nào có khả năng thì có thể tự xây dựng một cái generic của riêng mình và có thể thương mại được.